mẹ bọn nó chửi em đấy. Chẳng nào dám chửi. Cho mượn lấy cốc nha. Đẹp à. Ai cho quay vào đấy? Đâu cái kia đâu rồi? Ôi, cân cho em đi. Đừng quay mặt em nha, để mẹ cần gì phải quay nó đeo thử vào đây. Em định cái mẹ nó. Em xem cái mặt đấy nào. Đây là mẹ đến u tư duy rồi. Phải giật trưởng. Phải con nó khổ đi. Thôi anh cân đi, cân đi. Cân đi. Nha chị ơi, xong phải viết cho em cái giấy bảo hành đàng hoàng nhá chưa? Đây rồi mà em. À, chị không chị. Cái này mắc cả do. Đeo luôn thì cần cái này cân chưa? Cân hết lại. Cân hết lại đi. Chào Long nha. Long ra và xem này. Ôi rồi, tôi nói cho em. Trọng lượng bao nhiêu? Rồi chị cân đi cho em đi, cân đi. Chị rồi. Cân tất rồi. Cân, bỏ vào cân tất lên. Cho tất cả vào cân rồi. Cái đấy là có cân lên rồi mà. Năm bao nhiêu? 6.4 Rồi ok. Mày cút mẹ mày ra, bây giờ ai đeo mỹ ký nè. Cân cho đủ nha em, mà cân chị cứ ấy làm nào cân. Đào đây xem mỹ ký là cái gì ra ngoài. Alo. Alo. Sao? Tổng là bao nhiêu? Tổng là 66B Nguyễn Chí Sách, phường 15 Tân Bình. Làm sao? Là 11. 66B Nguyễn Chí Sách, phường 15 Tân Bình, anh đang đi việc nha. 10 đi. 10 đâu. 66B Nguyễn Chí Sách, phường 15 Tân Bình. Ra này bao nhiêu lữ ra nha. Nguyễn Chí Sách, phường 15 Tân Bình. Càng rồi này. Càng rồi này. Càng rồi này. Càng rồi này. Đấy, anh kêu cân tổng đó. Ok em ơi, Nguyễn Duy Khanh nha, cảm ơn em. Anh cho em mượn cái biên nhận bữa hôm em ơi. À cái biên nhận hôm trước đâu rồi? Đây à chị ơi, đây đúng không? Tại vì biết sao làm xong rồi mà nó làm cái con hổ anh không có chịu, nó lần nó nằm vậy, nó giống như vậy. Thôi cho xem lại cái mặt cái nào, tôi xem lại cái mặt này. Cái mặt này rất là đẹp. Chưa cả dây đây. Anh bây giờ anh này đang đi việc, anh đang phải bay ra Bắc rồi. Anh bay ra Bắc và 1-2 hôm anh mới vào được nhá, anh nhá. Cà vẹt xe của em ạ. Cà vẹt xe của em ạ. Em không có tiền. Em không có nhiều tiền.
xe đi. Đẹp không anh em? Đã chơi là phải chất, và đã chất là phải chơi. Lúc trước làm hổ giờ là 5 triệu nè. Con hổ thấy xấu. Làm cái con giờ là 5 triệu. Em cứ làm lại đó, chạy 3D, nó chạy máy 3D ra nè. Rồi em biết rồi. Bao tiền, xe này bao tiền? Đấy, 50 triệu cái này anh ấy ra vào của anh ra ấy đó. Nha, anh chưa vào. Dây này khoảng hơn 200 em ơi. Bao tiền này? 236 triệu 900. 236 triệu. Sao bảo nọ hả? 270 triệu. Đâu cả cái kia đã tính tất cả chưa? 227 triệu. Tất cả là 227 triệu. Là mình tính giá với mẹ giờ là 269 triệu nè. 226 triệu 980 mấy ngàn. Là tổng cấp. Tổng cấp mà chưa được 1 triệu ra. Alo. 200 triệu 300. Alo. Chị ghi vào đây luôn. Em trở về 66B Nguyễn Chính Sách, phường 15 Tân Bình nhá. Đó là 236 triệu 980. 66B Nguyễn Chính Sách, phường 15 Tân Bình. 236 triệu. Nguyễn Chính Sách 980 nghìn. Đúng rồi. Nguyễn Chính Sách chứ. Đây là trừ đi 10 triệu à? Rồi trừ đi. Đúng rồi, phường 15 Tân Bình. 10 triệu rồi, 226 triệu 980. Thế phải lùi ra một tí để lấy lộc thôi. Đâu đưa đếm tiền không? Đấy là con 1 tỷ rồi. Sao nọ anh bảo 270 triệu. Đấy là mình mua đấy là tính giá vàng lên. Không, đây đếm rồi. Đây là tiền này đếm được. Đây, tiền này bao nhiêu, chỗ này bao nhiêu đây? 100. Đây em đếm chỗ này 100 triệu cho anh trước này. Là 200 này. 200 này là 250 triệu này. Đâu thưa. Đây là 200 bao nhiêu? 226 triệu gì đây là 200 này, 26 triệu đấy ở đây là 26 triệu nữa gì, có chỗ đấy đủ chưa, 26 triệu chỗ đấy chưa? Đây 27 triệu. Đâu lấy tiền nào đếm? Tiền này đếm được sao? Này em để đây rồi, 20 triệu này, chỗ đây đưa 6 triệu nữa. 26 triệu. Đây tiền anh em nhé, nhìn tiền chưa? 226 triệu. Đây là 20 triệu này. 27 triệu. Đây là 226 này. Đây còn 6 triệu. 7 triệu. Thì cứ đưa bao nhiêu thừa trả lại. Đếm đi em, đếm đi. 1 2. Cất 2 cọc tiền đi này. Bỏ 2 cọc tiền vào kia. 6 7. 7 triệu này. Đủ chưa? 7 triệu. Bây giờ 220 bao nhiêu? Anh 226 triệu 980 ngàn. Rồi 227 triệu là đủ đúng không? Đúng rồi. Ôi tiền kinh doanh thì vẫn có tiền kinh doanh em. Đâu cái này em bây giờ đeo luôn đấy. Đeo rồi đưa anh kia đây. Đúng rồi bảo em. Không phải bảo là đi ra ngoài giả tiền rồi. Đưa mắt à. Ôi đưa tay này. Không cho mặt nhìn vào đây. Đeo ra ngoài á. Phải tính sau. Điều ấy không? Em mấy cái đường em không? Đây là giấy tất cả bỏ anh ở đây rồi mà. Đây từ từ đeo hộp còn gì á, lấy cái đầu lâu có đeo cho nó hoạt đâu, đầu lâu để chết chết. Không, đầu lâu không đeo, không đeo đầu đấy. Đeo một cặp này nè, đeo một cặp màu đỏ đi, đeo một cặp màu đỏ, không đeo màu đấy, đừng đeo con đấy nó xấu, màu cặp màu đen xấu, đeo con màu đỏ, không hợp rồng, lấy bộ cặp, không hợp rồng, không hợp rồng, lấy bộ cặp, bộ cặp đây này, đấy lấy cái bộ cặp đấy, lấy cái bộ cặp đây này, không con bộ cặp này cơ, con đấy để tí em lấy rồi. Đấy con này cũng được. Dâu này nó có rộng không? Rộng. Rộng rộng lắm. Con này rộng, không vừa. Còn chú kia đề cẩn thận đấy. Nhìn về hả? Đi đéo nhìn toàn bộ. Đang đeo xấu. Cái bè thằng nào điên vào tiệm vàng trước rồi đúng không? Tiệm vàng cái đấy xấu không đeo. Ra coi. Đồ đấy không đeo. Rồi thôi anh nghe chị.
Không em nhau chung gió nhau này còn xanh nhau được không? À. Xấu. Quay đi lại đi em. Con này có màu khác không? Màu đá đỏ cơ. Bé có điều kiện là 1 triệu hay triệu cả năm tết thì nó khổ. Đấy, đeo con đấy, hôm trước anh định lấy con đấy đấy, đeo đi mai anh lấy sau. Con gói nào to nhỉ? Gà to thì nó còn rộng, mà ăn lại không hợp rộng, cho nên không có lấy được. Này, to quá trời nè. Đây này, rộng không ạ? Rộng không ạ? Yeah. Con này con này là thuốc lọc thọ, đâu bé đâu ta. Còn đấy hôm trước 10 triệu đấy. Không, nay đã trừ tiền chưa? Đưa cho 227 triệu trừ tiền trước rồi chưa? À, đã trừ tiền được trước, đã đặt trừ 10 triệu chưa? Thừa bao tiền? Trừ 10 triệu hôm trước đặt chưa? Rồi. Em nhận được bao tiền? Hả? Em đưa anh 200. Đưa 227 triệu rồi. Đúng. 3 triệu nào? 3 triệu là em sẽ đưa đây. Đây. Đúng chưa? Đúng chưa? Tổng cộng anh nói cho anh nghe này, tổng cộng là 236.980.000. Vâng. Mà bữa trước em đưa 10 triệu. Vâng. Và còn lại 226.980. Em đưa đó là 227 triệu. Rồi. Anh thấu lại em 20.000. Rồi ok. Thối lại 20.000. Đây vừa 20.000 nữa thôi. Rồi thấu lại 20.000 mà thôi, đưa đòn 100 nha, ok. Này cầm lại 100 này, thối lại 20.000 nữa, ra nộp 80.000 đúng không? À, ok. Anh cái này bao tiền? 8.945. 8 triệu bao nhiêu? 8.945.000. Hơi vàng xuống hơn chút, mọi người nhẹ hơn. Ôi thật điều mẹ mày, cái thằng này thì mày cút ra ngoài đi, đỡ phải vào đi xem này. Khỏi phải vào đi xem đi. Bọn tao phải đi lừa đảo quá. Giấy nó bay nè. Đây nè. Tại vì tiền bỏ tao đi mua thì vẫn còn thừa tiền cầm về. Nên nhớ như vậy nha. Đừng có vào đi sủa bậy, no kiếm tiền đi. Thấy chưa? À, bao nhiêu? 9 triệu bao nhiêu? 8.950.000. 8 triệu. Đi chung cái giấy đây luôn hả? Đi chung cái giấy luôn. À, 8 bao nhiêu? 8 triệu mấy nhỉ? 8.950.000, 9 triệu thối lại 50. Đưa 9 triệu thì thối lại 50.000.
Nấu lại 50 mình nấu lại 100. Xong hết nha. Ok nha, cảm ơn ông chủ nha. Bọn tao đi ăn đi chơi không phải thịt mẹ mà thiếu tiền, hiểu chưa? Chúng mày chỉ no kiếm tiền đi. Thôi xin chào anh em nha, anh em đi về đây nha, xin chào. Chào anh em.